Thị trường mở gáp tăng điểm xanh mướt đầu phiên với sự lan tỏa rộng nhưng không duy trì được cái điểm số và quay trở lại lấp gáp trong phiên. Kết phiên thì thị trường quay trở lại giảm ngược, giảm hơn 2 điểm khiến cho rất nhiều anh chị nhà đầu tư lo lắng. Tuy nhiên thì thị trường nó vẫn đóng nén được ở 1286. Anh chị nhà đầu tư đừng có lo lắng cho thị trường. Hãy mua ngay cổ phiếu này khi có cơ hội. Chào mừng anh chị đã quay trở lại với kênh Ichimoku Việt Nam và quay trở lại với cái video của em Vương sau giờ giao dịch anh chị nha. À, như thường lệ thì em sẽ chia sẻ cho anh chị một cái uh, cơ hội để anh chị đầu tư và sẽ đánh giá lại thị trường cũng như là chuẩn bị cho anh chị cái uh, phiên giao dịch sắp đến anh chị. Anh chị xem video thì nhớ để lại cho em Vương những cái lượt like, lượt tim cũng như là những cái tương tác tích cực ở phần bình luận. Anh chị nào chưa có người đồng hành hỗ trợ thì có thể gắn ID của em Vương ở SSI là i 610022 để về đồng hành làm khách hàng của em Vương anh chị nhé. Rồi thì thị trường của chúng ta hôm nay có một cái phiên có thể nói là làm cho anh chị nhà đầu tư khá là mỏi mệt anh chị. À, cái vận động nếu như nhìn vào điểm số của thị trường thì chúng ta có thể thấy là một cái phiên giảm điểm rất là nhẹ nhàng chỉ có hai điểm thôi. Tuy nhiên cái việc thị trường nó kéo ở đầu phiên và giảm ngược lại như thế này làm anh chị rất là khó chịu. À, vì nhìn vào cái vận động của thị trường thì cái sự phân hóa nó diễn ra khá là rõ rệt. Thì ngày hôm nay chỉ có uh, VN30 có một vài các cổ phiếu trong rổ VN30 là nó giữ được cái sắc xanh. À, cùng với cái uh, các cái cổ phiếu họ nhà Vinh, à, Vinh Home hôm nay tăng rất là tốt anh chị. Ngoài ra thì uh, chỉ có GVR, PAO, uh, SSI là giữ được mức xanh tốt. Hôm nay là một cái phiên mà rất là nhiều các cái thông tin tiêu cực kinh dị và thêm nữa là khối ngoại ngày hôm nay cũng là một phiên bán rầm khá là mạnh. À, phải nói là thị trường của chúng ta ngày hôm nay cũng khá là đang đuổi, khi mà chúng ta đã kéo lên rất là sớm vùng 1297 nhưng mà một lần nữa thì à, lại quay đầu. À và lại là những cái thông tin tiêu cực nó lại xuất hiện đúng cái thời điểm khi thị trường nó tiệm cận về cái mốc ba thì tiếp tục một lần nữa đi bánh, bị đánh gục ha đó. ngày hôm nay thì đầu phiên nó là cái tin đồn về AIB đó. AAB thì cũng xuất hiện từ một cái tin đồn thôi chỉ một tờ giấy A4 thôi nhưng mà cũng làm cái cổ phiếu này nó bị đánh rất là mạnh đó thì AIB là liên quan cái tin đồn về ban kiểm soát Exim Bank có cái văn bản đề nghị và phản ánh gửi các cơ quan chức năng về việc cái ngân hàng này cho vay không an toàn và các cái hệ thống cái hệ sinh thái các cổ phiếu trong hệ sinh thái của anh Tuấn Mực bị bán theo rất là mạnh VIX cũng bị ảnh hưởng rất là mạnh rồi cả ghét rồi BGC đều bị để bị ảnh hưởng cả anh ừ. chị. Tiếp theo thì ngoài ra thì có cái cổ phiếu của nhóm bất động sản là TCH, ừ. TCH và HHS giảm sàn. Trước cái thông tin là thanh tra chính phủ đề nghị công an tiếp nhận hồ sơ và điều tra sai phạm liên quan đến việc thu hồi đất tại cái dự án à, 275 Nguyễn Trãi và chuyển nhượng cổ phần cho công ty Hoàng Huy À, thì những cái tin này nó làm những cổ phiếu này giảm sàn, à, có những thời điểm dư bán sàn rất là lớn. Về thị trường, về kỹ thuật anh chị thì anh chị thấy phiên hôm nay thì cái biên độ dao động của nến cũng khá là lớn đấy. À, Tuy nhiên chúng ta vẫn thấy một điều tích cực là nhìn về điểm số thì chúng ta thấy một phiên hôm nay chỉ giảm có hai điểm thôi anh chị và thị trường nó vẫn đóng trên cái vùng hỗ trợ hiện tại của nó là 1283 và nó cái vùng tích lũy nó vẫn được giữ ở 1283 đến 1290 nhỉ thì đây là cái vùng cân bằng mới của thị trường và càng ngày cái vùng cân bằng này nó càng thu hẹp cái khoảng cách với vùng đỉnh 1.300 thì với cái vận động này thì mình cho rằng thị trường nó sẽ tiếp tục cân bằng ở đây rất là đen cho thị trường của chúng ta chỉ thấy là thị trường trong các phiên giai đoạn trước khi mà tiệm cận về 1290 nó cũng có những cái tin cứ như vậy có những cái tin tiêu cực nó xuất hiện rất là nhiều lần rồi, lần nào cũng vậy. thì lần này chúng ta thấy cái xuất hiện những cái tin tin tiêu cực nó dồn dập trong phiên ngày hôm nay và một lần nữa chúng ta thị trường nó lại thất bại khi mà chinh phục cái mốc một ngàn tuy nhiên thì nó vẫn nằm ở trong vùng tích lũy này thì chúng ta thấy vẫn chưa có vấn đề gì với thị trường cả anh chị. nhìn vào điểm số chúng ta giảm 2 điểm thì một phiên cũng chẳng có ý nghĩa cũng chẳng có gì quá lớn cả. và phiên ngày hôm nay chúng ta giảm hai điểm như vậy thì và giữ được cái hỗ trợ 1283 thì cái cơ hội thì của thị trường khi để nó vượt đỉnh lần tới là vẫn còn nguyên anh chị nha có thể nó sẽ chậm lại có thể nó sẽ chậm lại đấy tuy nhiên là cái cửa mà thị trường cái cơ hội để vượt đỉnh là vẫn còn nguyên đánh giá về thị trường trong phiên tới thì mình đánh giá là thị trường có thể nó sẽ tiếp tục có cái rung lắc ở đầu phiên đấy hiện tại thì có cái vẫn có cái lực hút giá xuống và 1283 đang là cái vùng mà hỗ trợ khá lộn của thị trường à, Ở trong phiên ngày mai thì mình đánh giá khả năng không cao cái việc thị trường nó nó thủng qua mốc này đâu anh chị Anh chị có thể yên tâm với thị trường nha à, Cái điều cần thiết của thị trường trong giai đoạn này chính là sự đồng thuận à, Và dòng tiền phải phải lớn anh chị Sự đồng thuận ở đây có thể là cái khối ngồi phải quay trở lại nữa anh chị các cái phiên vừa rồi thì như ngày hôm nay chúng ta thấy thì khối ngoại có một phiên bán rồng cũng khá khá đấy 615 tỷ gì. À. như vậy là trong uh, giai đoạn gần đây thì chúng ta thấy cái những phiên mua rồng nó ít hơn những phiên bán rồng rồi đấy. bảy phiên thì đến là sáu phiên là bán rồng chúng ta cần cái sự đồng thuận cái sự quay trở lại mua rồng của của khối ngoại à. và thanh khoản phải trở lại mạnh mẽ hơn nữa khi mà thị trường nó chinh phục qua những cái mốc 1290 1300 này rất cần cái sự bùng nổ của thanh khoản anh chị nha. Về kế hoạch giao dịch cho cái phiên tới thì anh chị vẫn cứ tự tin ôm hàng thôi. Cái vận động của thị trường thế này vẫn không có gì là chưa có gì là 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 xấu cả, vẫn ổn và trong cái giai đoạn thị trường nó đang an toàn anh chị. nhưng à, như mình chia sẻ là cái khả năng mà thị trường có nguy cơ điều chỉnh ở cuối tháng, cuối tháng 10 này và đầu tháng 11 thì khả năng nó rủi ro nó cao hơn còn bây giờ thì anh chị cứ vẫn tự tin ôm hàng anh chị nhé thị trường có thể nó sẽ chậm lại nhưng mà anh chị vẫn tin rằng thị trường nó có thể vượt đỉnh trong thời gian đến anh chị vẫn phải tự tin ôm hàng và và full hàng đấy và tùy cái việc sử dụng margin của anh chị thì tùy cái khẩu vị rủi ro và cái gu đầu tư của anh chị mà anh chị quyết định cái sử dụng margin trong giai đoạn này nha có thể là anh chị full hàng và có thể sử dụng một phần để lướt lát ra vào anh chị. và cơ hội vẫn còn rất là nhiều rất, rất là nhiều các cái cổ phiếu các cái nhóm ngành nó cho điểm mua anh chị đấy anh chị nào chưa có đủ hàng thì vẫn tiếp tục anh chị vẫn gom hàng cho đủ và tiếp tục cơ cấu danh mục để anh chị có một cái danh mục tốt loại bỏ những cổ phiếu yếu như này, gia tăng vào những cổ phiếu mạnh những cổ phiếu yếu là anh chị cứ thắng tay mà mà cơ cấu nha, không có không có luyến tiếc mà giữ đâu. Rất là nhiều cổ phiếu có cho điểm mua đẹp thì những cổ phiếu nào nó xấu thì chúng ta phải loại bỏ à. Thì hôm nay chúng ta thấy à, anh chị thấy ngoài cái những cái vận động của cái à, tích cực của một vài cổ phiếu trụ à, và những cổ cổ phiếu họ nhà Vinh thì một cái nhóm ngành mà mình ngàn cho rằng hôm nay nó vận động rất là tích cực nữa, đó chính là nhóm đầu tư công anh chị. Nhóm đầu tư công ngày hôm nay tăng khá là đồng thuận đấy khá là tốt lên gì đặc biệt anh chị thấy là CE ngày ngày hôm nay tăng đến 4.2 phần trăm FCN EGC rồi HHV CTD HBC đều là những cổ phiếu tăng trên 2 phần trăm nhìn mặt bằng chung là rất là tốt đấy chị Tuy nhiên hôm nay mình muốn chia sẻ với anh chị một cái cổ phiếu mà nó không có của nhóm đầu tư công nha nhưng nó không có xanh điểm trong ngày hôm nay à, và một cái cổ một cổ phiếu mà anh chị bây giờ anh chị có thể mình có thể chia sẻ với anh chị rằng anh chị cứ thả cho thị trường nó vận động và anh chị hãy tập trung vào cổ phiếu này cho em nha anh chị hãy chờ cổ phiếu này để mua và thậm chí có thể mua mà ngay cổ phiếu này cổ phiếu mà mình muốn chia sẻ với anh chị cơ hội đầu tư hôm nay chính là đặc phương anh chị nha DPG đây là một cái cổ phiếu anh chị nói có thể nhớ trong cái quá khứ của nó rất là nhiều lần nó đánh cực kỳ là bóc anh chị một cái cổ phiếu có thể nói là đánh đầu cơ cũng rất là bốc anh chị, rất là bốc lửa nha, à. rất là là nhiều lần ở trong quá khứ chị. cổ phiếu này đã đánh đánh rất là bốc, à. rất là bốc anh chị. Trong giai đoạn ngắn có thể cho anh chị lợi nhuận rất là tốt. Hiện tại thì cổ phiếu này nó đang tích lũy ở cái vùng cân bằng của mình khá là chặt chẽ rồi và gần đây nó có những cái biến động khá là tích cực. À. Phiên ngày thứ sáu tuần trước thì nó tăng gần ba anh chị có thể nói là gần như là tích cực nhất của nhóm đầu tư công thì ngày hôm nay chính vì cái phiên tăng trước mà hôm nay nó chỉ đỏ nhẹ trở lại còn các cái cổ phiếu tăng tốt ngày hôm nay thì những phiên trước nó chưa tăng nói về sự ổn định thì mình thấy cái cổ phiếu này trong giai đoạn hiện tại nó đang có cái sự ổn định rất là tốt và nó đang tích lũy chặt chẽ cũng như là có những cái hỗ trợ rất là ổn cả về trung và dài hạn và cổ phiếu này là một cái cổ phiếu mà anh chị rất là đáng để đầu tư trong giai đoạn sắp tới và một trong những cái cổ phiếu mà nhóm đầu tư công có cái chạc, có cái đồ thị đẹp nhất trong giai đoạn hiện tại anh chị có thể quan tâm. Nha. ngay cái vùng giá 50 4 này là vùng anh chị có thể giải ngân rồi anh chị nhé. Có thể giải ngân một phần Hôm nay là một cái phiên giảm điểm của cổ phiếu này nhưng mà à, cái thanh khoản, cái vốn rất là bé Đây là một cổ phiếu mà anh chị hoàn toàn có thể nha ở giải ngân tại vùng này một phần và cái vùng giải ngân đẹp nhất của cổ phiếu này là vùng giá 54, anh chị có thể chờ ở đây. mua tỷ trọng lớn ở vùng giá 54 anh chị. Còn nếu anh chị nào yêu thích cổ phiếu này thì ở cái vùng giá hiện tại, vùng giá 55 này anh chị có thể giải ngân một phần anh chị nhé, giải ngân một phần. Tốt hơn hết là chúng ta sẽ giải ngân đẹp nhất là ở vùng giá 54, giải ngân mạnh ở vùng giá 54. tư Thậm chí nó về cái vùng giá 52 anh chị còn tham gia mạnh hơn. từ Từ 52 đến 54 là vùng đẹp nhất để tham gia đặc phương. Đây là cổ phiếu trong giai đoạn tới mình cho rằng nó sẽ rất là tích cực. À, anh chị mạnh dạng tham gia cổ phiếu này. Anh chị. Giai đoạn này anh chị thả cho thị trường nó vận động tự nhiên đi. À, chúng ta sẽ tập trung vào các cái cổ phiếu. Cổ phiếu nào nó cho điểm mua đẹp, nó tích lũy ổn thì anh chị tham gia. À, và cổ phiếu đạt phương này là mình đã theo dõi khá là lâu. À, tích lũy rất là chặt rồi anh chị. ha à, rất là chặt rồi. Đạt Phương thì gần đây nó vận động rất là tích cực. Anh chị nhớ là cái giai đoạn mà thị trường nó rung lắc nó điều chỉnh anh chị này. À, Giai đoạn này thị trường nó điều chỉnh từ uh, cuối tháng 8 đến đến uh, giữa tháng 9 anh chị. Thị trường nó điều chỉnh cái nhịp này nhưng mà cổ phiếu Đạt Phương này nó đi ngang nó giữ giá anh chị. Nó giữ giá ngang đây, không điều chỉnh. Và khi thị trường phục hồi một phiên thì cổ phiếu này nó vượt. À, cổ phiếu này nó bùng nổ đi lên một phiên tăng hơn 5%. Thì cái phiên đó thì dòng tiền nó đã tham gia vào rất là mạnh, rất là quyết liệt anh chị trước đó là có một cái phiên tăng điểm nhẹ và mồi dòng tiền vào rồi à. cái phiên ngày 16 ngày 16 thì dòng tiền nó bắt đầu nó mồi tham gia vào và phiên sau đó là cái phiên mà bùng nổ lên và thanh khoản nó nổ lên à. thì sau cái phiên ngày 17 tháng 9 thì nó vẫn lình sinh ở đây và đây là cái cơ hội cho anh chị vốn cổ phiếu này à. thì một trong những cổ phiếu đầu tư công mà anh chị có thể để ý cho cái giai đoạn cuối năm cái quý tư này là cái giai đoạn mà à, các cái cổ phiếu nhóm đầu tư công có thể nó sẽ có những cái sóng lớn ở cuối năm anh chị. Từ đầu năm đến bây giờ thì chúng ta thấy chưa có một con sóng nào quá rõ ràng của cổ phiếu đầu tư công đâu. Và cổ phiếu đặc phương này cũng vậy anh chị. Không có phải có một con sóng quá lớn. Thì giai đoạn này anh chị có thể chờ đợi cái sự bùng nổ của cổ phiếu đặc phương anh chị nha. Hy vọng rằng cổ phiếu này nó sẽ hợp với gu đầu tư của anh chị. Và anh chị có thể... À, dành những cái uh, lợi nhuận à, dành được những cái lợi nhuận với cổ phiếu này à. thì anh chị nào tham gia cổ phiếu này thì có thể uh, nhắn tin cho em em sẽ hỗ trợ thêm cho anh chị nha kết bạn Zalo và nhắn tin em sẽ hỗ trợ cho anh chị chi tiết hơn về cái cổ phiếu này à, cũng như là theo dõi cho anh chị trong quá trình nó cổ phiếu nó vận động để chúng ta đưa ra những quyết định cho nó à, nó xác anh chị nha rồi ok, thì hôm nay là cái uh, chia sẻ ngắn của em một cái video uh, chia sẻ một cơ hội đầu tư với cổ phiếu đặc phương và đánh giá về thị trường uh, để anh chị có một sự chuẩn bị cho cái phiên giao dịch ngày mai. Uh, hy vọng sẽ cung cấp được cho anh chị những cái góc nhìn uh, giúp cho anh chị đầu tư tốt hơn. Uh, anh chị thấy những cái chia sẻ của em có thể giúp anh chị đầu tư tốt hơn thì hãy về đồng hành cùng em làm khách hàng của em. Uh, ID của em ở SSI là I610022. À, rất mong là được đồng hành sớm cùng các anh chị Anh chị cũng có thể sử dụng cái app Gem Để um, đầu tư Và nó cho anh chị một cái uh, Đồn bẫy rất là lớn anh chị. À, đồn bẫy 28 nha X5 lần sức mua lần Anh chị tha hồ mà đánh uh, đồn bẫy Sử dụng đòn bẫy Và ID ở Gem của em là BR8416 Anh chị cũng có thể gắn cái ID của em Và trở thành khách hàng của em à, Anh chị nào gắn ID rồi Thì uh, liên hệ cho em để em đưa anh chị vào trong khách hàng anh chị nhé. Rồi xin cảm ơn tất cả anh chị, anh chị nhớ để lại cho em những lượt like, những lượt tim, cũng như là những tương tác tích cực ở phần bình luận anh chị nhé. Xin cảm ơn anh chị rất là nhiều. Chúc cho anh chị có một cái phiên giao dịch ngày mai thật là thật là tốt với những cổ phiếu tăng tốt trong dịch của mình. Rồi xin chào và hẹn gặp lại tất cả các anh chị.